Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vin Thành chúa trộm, vượng khè mức lương không đồng nhưng lại móc túi tiền tỷ. Với khoản nợ gần gấp 3 lần vốn chủ sở hữu thì nhiều người nói rằng có thể liệt Vin vào hàng chúa trộm được rồi. Với khoản nợ tương đương với 16 tỷ đô la là nghĩ đến trả lãi đã sợ, chứ đừng nói đến trả cả vốn. Thị trường bất động sản đang chùn lại nên Vin đang gánh một khoản tiền lãi rất lớn từ các khoản vay mà công ty này phải trả đều đặn hàng tháng. Truyền thông đang làm công cụ cho ông Vượng rất tốt. Mới đây, báo chí lại dùm beng chuyện ông chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng nhận lương không đồng. Ai cũng biết với tài sản khủng như ông Vượng thì dù lương hàng tỷ đồng mỗi tháng vẫn không có ý nghĩa gì cả. Nên chuyện ông Vượng nhận lương không đồng cũng không hề ảnh hưởng gì đến kinh tế của ông ấy. Vậy ông la lên chuyện ông nhận lương không đồng để làm gì? Đây là câu hỏi đang được đặt ra cho dư luận. Đây là hình ảnh Vin đang là chúa trộm tại Việt Nam. Việc nhận lương không đồng được mọi người cho biết ông muốn làm gương để hạn chế nhân viên Vingroup đòi tăng lương. Đấy như là một cách làm gương cho cả tập đoàn là phải thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên cũng cách hành động đó, người ta lại nghĩ rằng Vingroup đang khó khăn thực sự. Và việc tìm kiếm lợi nhuận ở các mảng kinh doanh mà ông Vượng đầu tư đang là áp lực rất lớn. Vì thế, ông tìm cách nặn ra tiền và ông đã làm nó như thế nào? Mới đây, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đưa ra chính sách mua và cho thuê pin VinFast VF8 và VF9. Giá 493 triệu đồng là giá bán của pin VinFast VF9 phiên bản cao cấp nhất, còn VF8 có giá mua pin cao nhất là 384 triệu đồng. Chính sách về pin mới của VinFast nay đã cho khách hàng có thêm lựa chọn mua pin thay vì chỉ thuê pin như trước đây. Sau khi cộng thêm giá pin mới, giá VinFast 8 và VinFast 9 khi mua đứt pin cao nhất lần lượt là 1,6 tỷ và 2,1 tỷ đồng. Tùy chọn này áp dụng cho khách hàng đặt cọc VF8 và VF9 từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Nếu ai không mua nổi pin thì có thể thuê. Giá phải thuê cục pin sạc điện phải tốn đến 78 triệu đồng mỗi năm. Đây được cho là chiêu lùa gà, vì ông Vượng tung ra gói mua đứt pin giá quá cao để nhiều người chấp nhận thuê pin với chi phí trước mắt không cao lắm. Tuy nhiên, giá cho thuê pin như vậy đặt ra nhiều câu hỏi với các nhà phân tích. Đây là hình ảnh ông Vượng nhận lương không đồng. Nếu xe bình thường chạy xăng hoặc dầu thì cao lắm chỉ tốn khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tính nguyên năm thì tốn khoảng 30-35 triệu đồng. Đằng này, mua xe VinFast phải thuê cục pin sạc đã trả đến 78 triệu đồng mỗi năm. Đó là chưa nói trong trường hợp lỡ may đi nửa đường, xe hết pin thì kiếm đâu ra chỗ để sạc đây. Nếu có chỗ sạc pin không biết có thể tính thêm tiền hay không. Điều này thật khó nói và khó lường. Như vậy, với chiêu lùa gà như thế, thì VinFast của ông Vượng sẽ thu một khoản tiền thuê pin rất lớn. Càng nhiều người mua xe thì yêu nước thì càng làm con cừu non cho VinFast vặt lông. Theo nhiều ý kiến bạn đọc của tờ Thời báo.de đã chia sẻ như vậy. Nếu chính sách này thành công thì mức lương không đồng của ông chủ tịch tập đoàn Vingroup không có nghĩa gì nhiều. Lợi nhuận của tập đoàn càng lớn thì tài sản của ông Vượng càng phình ra. Và tài sản phình ra của ông Vượng được tính hàng tỷ đô hay ít cũng là hàng trăm triệu đô. Vậy thì việc ông Vượng tự nguyện nhận mức lương không đồng không có ý nghĩa gì nữa. Với những người giàu như ông Phạm Nhật Vượng thì sẽ chẳng thèm quan tâm là đồng lương của ông sẽ cải thiện được gì cho đời sống của ông cả. Đây là hình ảnh chính sách được cho là móc túi khách hàng của VinFast. Hiện nay xe điện đang được các khách hàng cho là yêu nước mua để dùng. Với xe xăng đã cho nhiều người cái nhìn về chất lượng của xe và trách nhiệm của hãng. Có lẽ những người nếm trải sự bực bội vì mua xe VinFast đã nhận ra rủi ro khi mua thương hiệu của xe này. Tuy nhiên, số khách hàng được cho là yêu nước vẫn còn khá nhiều và họ vẫn móc hổ bao ra mua xe và thuê pin của VinFast với giá khá cao. Đây chính là nguồn lợi mà VinFast đang nhắm đến. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang ngầm chiến với nhau. Ông Trọng đã diệt cánh miền Nam ở đại hội lần thứ 13, tuy nhiên trong tay ông Trọng lại không hề thiếu người miền Nam. Đấy là điều người ta khó hiểu với ông Tổng Bí Thư hiện nay.
hiện tại miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị, thì ít nhất là 2 trong đó là trợ thủ đắc lực của ông Tổng Bí Thư. Đó chính là ông Nguyễn Văn Nên và Võ Văn Thưởng. Trong đó Nguyễn Văn Nên được bổ về địa phương, thì Võ Văn Thưởng được ông Tổng giữ lại để sát cánh cùng ông lo những việc lớn trong Ban Bí Thư. Bắt đầu từ cuộc họp Quân ủy Trung ương vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, kỳ họp này mục đích được triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Trung ương vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đây tức là nghị quyết số 08. Kỳ họp này, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chiếm diễn đàn khi vắng bóng ông Tổng Bí Thư kiêm Bí Thư Quân ủy Trung ương. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ là người được cho rằng thuộc phe ông Tổng. Đáng chú ý là tại kỳ họp có sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng. Tuy ông Võ Văn Thưởng chỉ là quan sát, nhưng nhiều người rất quan tâm đến sự có mặt này, bởi có vẻ như ông Tổng Bí Thư đang cố nhường những nhiệm vụ quan trọng của ông cho người phó của ông trong Ban Bí Thư là Võ Văn Thưởng. Cũng có người nhận xét Võ Văn Thưởng đang đứng dưới cái bóng quá lớn của ông Tổng Bí Thư, nên ông Thưởng đã bị che khuất đi. Điều đó đúng, bởi ngay cả thế lực mạnh thứ nhì hiện nay là thế lực Thủ tướng Phạm Minh Chính còn chưa thể bì được với thế của ông Tổng, thì ông Võ Văn Thưởng không thể nào ngoi lên nếu ông Tổng không dìu dắt. Tuy ông Thưởng không đạt tiêu chuẩn là người miền Nam có lý luận, nhưng ông Thưởng được đánh giá là người dễ bảo nên được ông Tổng trọng dụng, và đó là một lợi thế. Vị trí thường trực Ban Bí Thư chưa bao giờ đứng ngoài cuộc ở cuộc đua vào chiếc ghế cao nhất của Đảng. Vì thế không thể loại trừ ông Võ Văn Thưởng ra khỏi cuộc đua giành ghế Tổng Bí Thư. Hiện nay có ít nhất có hai người của ông Tổng đang nhắm tới chiếc ghế của ông, đó chính là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Cũng hiện tại ông Huệ có lợi thế hơn rất nhiều, tuy nhiên chặng đua đường còn rất dài, chưa biết ai sẽ là người thắng thế cuối cùng. Mặc dù ông Võ Văn Thưởng không phải là người miền Bắc có lý luận. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng bên cạnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thực ra ông Vương Đình Huệ là người Nghệ An, ông là người miền Trung chứ không phải là miền Bắc. Nếu xét về điều kiện người Bắc có lý luận thì chưa chắc gì ông Vương Đình Huệ chiếm ưu thế. Về tiếng nói, ông Huệ nói tiếng gần giống với người Bắc, nhưng đó chưa chắc gì là lợi thế của ông. Ông Huệ là người có tham vọng mãnh liệt, tham vọng lớn đến mức ông đấu ra mặt với ông Thủ tướng. Trong khi đó thì Võ Văn Thưởng âm thầm hơn, gần gũi với ông Tổng hơn và tỏ ra là người dễ bảo hơn. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng ông Thưởng đã tránh được những đòn đánh của ông Tổng nhắm vào giới cộng sản miền Nam, và thậm chí còn trở thành người thân cận của ông Tổng, thì không thể xem thường ông Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng có cách để né tránh những đòn đấu hiểm ác, đấy là những gì người ta có thể quan sát được. Như vậy hiện nay ông Vương Đình Huệ đang có đối thủ ngay cả người cùng nhóm lợi ích của ông Tổng, chứ không phải chỉ là đối thủ ở bên ngoài nhóm này. Nếu ông Tổng còn chiếm vị trí độc tôn cho đến hết nhiệm kỳ thì chưa biết ông sẽ nhường ngôi cho ai. Võ Văn Thưởng thì không tỉ vết tham nhũng, không ồn ào, đấy là lợi thế, bởi ông Thưởng còn trẻ mà vượt qua nhiều đối thủ chính trị, đã vươn lên thành người thân cận của ông Tổng, thì điều đó cho thấy ông Thưởng có cách của ông ta. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng họp Quân ủy Trung ương. Mới đây nhất, ông Vương Đình Huệ đã để lộ vết đen. Đó là vụ việc con gái đi du học tại Mỹ rất tốn kém, vốn nguồn tiền không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, với ông Thưởng thì cho tới nay vẫn chưa có tỉ vết gì, và điều đó đem lại lợi ích không nhỏ. Ông Huệ và ông Thưởng nhìn bên ngoài không ồn ào, nhưng bên trong đang cạnh tranh, và ai thắng chỉ có thể là thời gian tới đây sẽ trả lời.